Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh bộ đôi thần thánh Honda CB500X và Honda CB500F 2020 chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á, chuẩn bị về Việt Nam. Honda Thái Lan đã chính thức phát hành một cái cặp đôi hoàn hảo CB500X và CB500F 2020 thuộc gia đình 500 series dành cho thị trường nội địa. Đối với phiên bản cho năm 2020, cả các chiếc Honda CB500X và CB500F đều là phiên bản nâng cấp Felix với một cái số bổ sung tùy chọn về màu sắc, đem lại cái nhìn mới mẻ và ấn tượng hơn. Bộ đôi thuộc gia đình Honda 500 series là CB500X và CB500F 2020 vốn đã sớm có mặt tại một vài thị trường trên thế giới. Thông tin trước đó từ giới truyền thông nước ngoài cho rằng cái mô hình mới của cái chiếc Honda CB500F 2020 với một phong cách thiết kế Nesport Cafe đã được phát triển ở trường Brazil. Tuy nhiên, mức giá bán niêm yết của cái chiếc CB500F 2020 tại Brazil đã chưa được công bố. Tại thị trường Thái Lan, Honda CB500F 2020 mang một cái diện mạo mới theo một khái niệm The Chief Experiment Extreme Cold Full Chief, tạm dịch cái sự phấn khích trên đường phố cùng với đó cái cực kỳ mát mẻ và đầy đủ những cung đường đi. Cùng với cái gam màu sơn bổ sung thêm là Candy Caribbean Lucy hiện đang được rất ưa chuộng trên thế giới hiện nay. Trong khi đó, mô hình ADV của cái dòng Honda CB500X 2020 lại được hưởng đi thay trong một cách thiết kế từ người đàn anh Honda Odyssey rất nổi bật cùng với một bộ tem trên khu vực bình xăng. Cái chiếc CB500X phiên bản mới cho năm 2020 sẽ có 3 màu cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, bao gồm như phiên bản màu đỏ, màu xám mờ hay đen bóng và một cái gam màu trắng. Bộ đôi Honda CB500X và CB500F 2020 đều ứng dụng chương trình cái có động cơ DOC 4 thì xanh đôi song trong, dung tích là 471cc, làm mát bằng chất lỏng, cùng với hệ thống lục phun sinh tử BSI, đi cùng với hộp số còn tài 6 cấp cực kỳ quen thuộc và một cái bộ liên hợp Acid and Deplus đảm bảo cái sự trơn tru mượt mà khi sang và chuyển số. Bộ đôi này được chú trọng về những trang bị cùng với đó hệ thống phụ chức ống lòng giảm chấn thị lực, cái giảm sốc sau trụ đơn Rorin, hệ thống phanh tiêu chuẩn cho cả dàn chim trước và sau, tích hợp phanh ABS, hệ thống đèn chiếu sáng áp dụng công nghệ đèn LED hiện đại hơn. Cái công cụ kỹ thuật số với màn hình Full HD hiển thị đủ các thông tin và đặc biệt là hệ thống chống trộm HSS. Được biết cái chiếc Honda CB500X 2020 được coi là mẫu xe phổ biến nhất phân khúc 500cc tại Thái Lan cũng như ở Việt Nam, khi có mức doanh số rất cao kể từ đầu năm 2013 tới tận hôm nay. Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm 2020, Honda CB500X đã tích lũy được cái con số rất ấn tượng, 1.275 chiếc xe được bán ra, duy trì vững vàng vị trí dẫn đầu của mình phân khúc là 500cc. Hiện nay thì Honda CB500X, CB500F 2020 đã có mặt 22 trung tâm đại lý ủy quyền của Honda Thái Lan. Các chiếc Honda CB500F 2020 sẽ có sẵn chiếc 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm như phiên bản màu đỏ, cái màu xám mờ đen bóng và một phiên bản màu đặc biệt là Candy Caribbean Lucy phiên bản màu xanh. Mức giá bán đề xuất là 214.700 bạc Thái, tương đương khoảng 160 triệu Việt Nam đồng. Trong khi đó, phiên bản Honda CB500X 2020 cũng xuất hiện với 3 tùy chọn màu sắc mới, gồm có đỏ, xám mờ, đen bóng và cả màu trắng. Cùng với đó, mức giá đề xuất là 224.900 bạc Thái, tương đương khoảng 166 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.